gan lắm, mày dám tới sào huyệt của tao để quậy. Rất tiếc là lúc nãy tao không giết mày luôn. Nhưng không sao, bây giờ tao sẽ cho bốn đứa mày chôn chung một mộ. Không dỗ. Này, bây giờ tao lượt mày. Ông Vũ! Ông Vũ! Ông có sao không vậy? Ông có sao không? Ông Vũ à! Ông Vũ! Nói cho tôi vậy lên! Coi như lời xin lỗi cuối cùng của tôi dành cho cậu. Tôi mong rằng mẹ hãy tha thứ cho tôi. Ba! Ông ba ơi! Ông ba ơi! Ba! Ba đã hứa với con là sẽ không bao giờ bỏ con đi hết rồi mà! Ba! Ông Vũ, ông sẽ không sao đâu. Anh ba đã thương con. Thương con nhiều lắm. Ông Vũ, ông đừng nói nữa. Ông vẫn sẽ không đi. Ra đâu mà. Tôi sẽ đưa ông đi bệnh viện. Ba cố lên mà. Tôi xin cậu, cậu hãy thay tôi. Tôi đang chăm sóc cho hoàng quá. Được rồi, nhưng mà ông bình tĩnh đi. Ông sẽ không sao hết. Ông hiểu không? Ông Vũ. Hoàng Quân. Ông Vũ nghe tôi đi. Tôi sẽ đưa đi. Ông đi bệnh viện. Gọi cấp cứu giùm đi. Gọi cấp cứu giùm đi mà. Gọi cấp cứu đi. Ông Vũ. Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VOON.